Vâng, và có một cái phương pháp để giúp chúng ta có nhiều hơn những thời gian bên cạnh những người thân yêu của mình, đặc biệt là tạo ra những kỷ niệm và có thể giải tỏa căng thẳng. Đó là những bông hoa như thế này, được làm handmade. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một người tạo ra những bông hoa rất là xinh đẹp như thế này. Và xin được giới thiệu cô nàng Gen Z rất là tài năng. Xin được giới thiệu Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Và đây sẽ là người giải đáp từ khóa tiếp theo của chúng ta, handmade. Xin chào mọi người, mình tên là Thủy Tiên. Rất vui được gặp tất cả quý vị ở trên chương trình Cà Phê Sáng cùng VT3 và hai anh chị MC rất là xinh đẹp ngồi đây ạ. Rồi, cảm ơn Tiên. Trước hết thì Tiên có thể giới thiệu một chút về những cái món đồ mà ngày hôm nay Tiên đã mang đến trường quay của chúng ta. Hôm nay thì mình mang lên trên này là những nguyên liệu và những thành phẩm được làm từ hoa kẽm nhung, là một trào lưu gần đây của giới trẻ Gen Z, cũng như là những người thích decor nhà cửa, hay là những anh chị nào mà muốn có những cái đồ chơi mới cho gia đình, cho trẻ con nhà mình chẳng hạn. Wow. Dạ. Đây là chúng ta có này. Wow. Dạ, đây là hoa đào. Rất là Tết rồi. Rất là Tết rồi. Đây là những cái món đồ tượng trưng cho Tết Nguyên Đán, có đào phai, đào đỏ và mai ạ. Cái này thì chắc chắn là để giúp cho chúng ta trở nên dễ thương và đáng yêu hơn. Ví dụ như thế này đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Thì ngoài ra những cái kẽm nhung này, chúng ta còn làm được những cái kẹp tóc rất là xinh xắn như thế này. Đây là đồ handmade mà thật ra là rất là dễ làm thôi ạ. Mình thật ra không cần có khoan tay quá là nhiều. Chúng ta có thể xem những cái video cơ bản ở trên mạng xã hội, chúng ta có thể làm ra được những cái món đồ xinh xắn như thế này rồi ạ. Thế còn đây thì sao ạ? Một chiếc khung như thế này thì được làm ra trong vòng bao nhiêu lâu? Một chiếc khung như này thì thường sẽ được làm ra, bạn nào khéo tay và bạn nhanh nhạy thì có thể làm ra được tầm từ 15 đến 30 phút là các bạn có thể hoàn thành xong một chiếc khung như này rồi ạ. Dạ vâng. Những chiếc khung như thế này thì thường được ứng dụng trong cuộc sống như thế nào? Thường thì những chiếc khung như này thì các bạn sẽ để trang trí khung ảnh này. Sau khi mà làm xong cái khung, chúng ta có thể lồng ảnh, in ảnh của gia đình nhà mình, hay là in ảnh của bản thân, hay là in ảnh của những người chúng ta yêu quý, chúng ta đặt vào trong này và chúng ta có thể để treo ở trên tường nhà, hoặc là mình có thể để ở những cái bàn và làm việc để chúng ta có thể ngắm. Vâng, vừa rồi khi mà vào trường quay tôi rất là bất ngờ với những cái bông hoa, những cái bó hoa như này. Lúc đầu nhìn xa ấy thì thực sự là tôi nghĩ rằng là đây là làm chất liệu bằng bông cơ, thưa quý vị ạ. Chắc là nhiều người cũng sẽ đồng tình với tôi. Nhưng mà hóa ra khi nghe Tiên nói lại là từ kẽm nhung. Dạ. Vậy thì cụ thể là như thế này, tại sao lại là chất liệu này? Hiện tại thì chất liệu làm hoa, thực ra các bạn cũng biết là hoa có hoa thật, hoa giả, hoa rất là nhiều những cái chất liệu để làm hoa. Thì kẽm nhung là một trong những cái chất liệu mà gần đây được gọi là trào lưu ở trong giới trẻ, là các bạn làm đồ handmade bằng kẽm nhung. Thì nó bắt nguồn từ rất là lâu rồi, nhưng mà hiện tại là tầm tháng 8, tháng 9 dương lịch năm 2023 là bắt đầu rộ lên trào lưu làm hoa kẽm nhung. Dạ. Và cũng từ đó thì em cũng có, mình cũng được các bạn quan tâm nhiều hơn bởi những cái sản phẩm handmade hay up trên story. Dạ. Vâng, mà đúng thật là khi mà chạm vào cảm nhận rất là mềm mại, rất là dễ chịu và đúng là nhìn thì trông rất là thích mắt đúng không ạ? Bây giờ nếu như là một người đàn ông vào những dịp đặc biệt thì anh có sẵn sàng mua bó hoa như thế này để tặng cho người thân yêu của mình không? Vâng, chắc chắn rồi, vì hoa này sẽ có ưu điểm là chúng ta có thể lưu giữ mãi với thời gian, đúng không? Từ khi nào mà Tiên lại có quyết định là sẽ làm ra những cái sản phẩm như thế này, theo đuổi cái niềm đam mê này? Thật ra thì hồi xưa là chúng ta cũng biết là mạng xã hội rất là phát triển, và mình cũng là được biết là hoa kẽm nhung qua mạng xã hội, trên mạng xã hội. Và khi mà làm hoa kẽm nhung thì gọi như là một cách chữa lành bản thân mình. Tại vì khi làm hoa, chúng ta tập trung vào nó, chúng ta tập trung vào cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Thế là thành quả không có quan trọng là đẹp hay xấu, quan trọng là khi mà mình làm nhẹ thì mình giải tỏa được những cái tâm lý, những cái áp lực mà cuộc sống đang buộc quanh chúng ta. Dạ. Tôi muốn chia sẻ như này, tôi cũng có một cái sở thích đấy là rất là tỉ mẩn để lắp Lego. Rất là mất thời gian mà hay không quá. Có kiên trì thì không thể nào làm nổi. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng có một cái điểm rất là tương đồng với bộ môn này. Thì tại sao bạn lại lựa chọn bộ môn này mà không phải là bộ môn khác? Thực ra thì hoa kẽm nhung đối với những người mới làm, hay là những bạn nào mà mới nhìn vào thì nhìn nó khó thôi, nhưng mà thực ra để làm ra hoa kẽm nhung rất là dễ. Và hiện tại ở trên bàn đây cũng có một số những cái nguyên liệu để làm ra những cành mai hay là những cái cành đào mà hiện được để ở trên chương trình ngày hôm nay. Ví dụ như là ở hoa kẽm nhung chẳng hạn, đó sẽ được có mai đào, đào đỏ thì sẽ được làm ra từ kẽm 10. Và hầu như là trên thị trường các bạn ấy sẽ làm, dạ vâng, trên thị trường thì sẽ làm chính bằng hoa kẽm 8. Và hiện tại thì
tiên thì đối với cả shop của mình thì mình sẽ làm bằng hoa kẽ 10. Kẽ 10 thì nhìn nó sẽ bông, nó sẽ xù hơn. Khi mà cắm Tết thì gọi là tượng trưng cho sự tròn đầy và trọn vẹn cho một mùa Tết Nguyên Đán ạ. Vâng, đúng là đây thực sự là một cái nguyên liệu rất là mới mẻ với tôi. Với cái niềm đam mê này thì Tiên nghĩ rằng là cái dự định ở trong tương lai của mình cũng như là những người cộng sự sẽ là gì đây? Mình dự định là sẽ có một shop hoa nho nhỏ. Hiện tại thì hiện tại thì mình đang kinh doanh online thôi, nhưng mà được sự ủng hộ của bạn bè và người thân thì rất là mong hay năm 2024 sẽ mở được một shop hoa nho nhỏ cho bản thân. Bởi vì là một người rất thích là ngắm hoa và thích làm đồ handmade, bởi vì khi làm đồ handmade thì cảm giác là mình được chữa lành. Dạ. Và cái cảm giác chữa lành như mà Tiên vừa nói thì đó có phải là cái cảm nhận chung của những người tìm đến cái cửa hàng của bạn không? Thật ra thì sẽ có rất nhiều những cái lý do để các bạn có thể tìm đến hoa kẽ nhung. Nhưng mà theo bản thân mình hiện tại là một người Gen Z thì với những cái áp lực cuộc sống xung quanh kia thì cái tìm đến hoa kẽ nhung là một phương pháp chữa lành rất là hiệu quả. Khi chúng ta làm hoa kẽ nhung thì chúng ta sẽ được tỉ mẩn, chúng ta sẽ được tự do sáng tạo. Các bạn có thể sáng tạo rất là nhiều thứ mà không có cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Vâng, rất là cảm ơn bạn bởi vì ngày hôm nay đã mang đến trường quay một không khí rất là nhẹ nhàng, rất là mềm mại. Giống như cái cảm giác mà tôi đang sờ vào những kẽ nhung như thế này vậy. Và tôi cảm thấy rằng đây cũng chính là cái lý do mà chúng tôi mong muốn mang đến chất liệu này cho quý vị khán giả. Nó như là một chất liệu để giúp cho chúng ta chữa lành. Và khi mà chúng ta làm được một thành phẩm đẹp như thế này để có thể trưng bày, trưng diện, trang trí trong căn nhà của mình thì nó cũng là một cách để giúp cho tâm hồn của chúng ta nhẹ nhàng hơn, gắn kết được với người yêu hơn, người yêu thương của mình hơn. Rất là cảm ơn bạn ngày hôm nay đã mang cho chúng tôi một cái năng lượng rất là tuyệt vời như vậy. Dạ vâng, thì hôm nay rất là vui khi được là gặp gỡ các quý vị khán giả của đài VTV3. Năm mới, năm Tết Nguyên Đán 2024 sắp đến, mình chúc cho toàn thể ekip của VTV3 cũng như quý vị xem đài một năm mới thật là bình an và hạnh phúc ạ. Vâng, những bó hoa, những chậu hoa rất là tuyệt đẹp, rất là hợp với trường quay cả buổi sáng đấy ạ. Hẹn gặp lại Tiên ở trong một ngày gần nhất.